Lên tiếng phân trần nghi vấn buổi họp Trấn Thành, mối quan hệ của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh và học trò thế nào? Bài đăng cách đây ít ngày của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh trên trang cá nhân về chuyện đuổi học một sinh viên đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh đã chia sẻ bài viết nêu quan điểm về chuyện đuổi học một sinh viên. Dù không lên tiếng nêu rõ tên của sinh viên này trong câu chuyện kể trên, song với những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh kèm với lời khuyên em đã quá giỏi rồi, tôi không còn gì để dạy em nữa. Dân mạng đã suy luận được nhân vật được nghệ sĩ ưu tú Công Ninh nhắc tới chính là Trấn Thành. Sau khi có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện đuổi học một sinh viên được đặt nghi vấn là Trấn Thành, nhiều netizen đã đặt thắc mắc về mối quan hệ của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh với đạo diễn phim Nhà Bà Nữ. Thế nhưng khác xa với những suy đoán, mối quan hệ của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh và Trấn Thành vẫn rất tốt. Trong phim Nhà Bà Nữ, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh còn đảm nhận một vai khách mời, tạo tiếng cười cho phim. Trong một buổi phỏng vấn với Zing thời điểm năm 2016, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh cũng không ngại dành những lời khen cho cậu học trò. Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh nhận xét Trấn Thành chứng và cũng giỏi lắm. Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh từng tiết lộ lần nào trả bài, Trấn Thành cũng được khen. Trấn Thành lại hay giúp đỡ bạn bè trong lớp, hay bao biện. Ngoài bài của mình, Thành thường giúp bạn. Ai nhờ cái gì Thành cũng làm, ai nhờ đóng vai gì cũng đóng. Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh nhận xét về Trấn Thành trên Zing cách đây nhiều năm. Trước đó, Trấn Thành từng chia sẻ về chuyện học của bản thân trong một talk show thời điểm năm 2019. Trong đó, anh tiết lộ từng được nghệ sĩ ưu tú Công Ninh khuyên nên nghỉ học vì không còn gì để dạy. Cụ thể, trong ngày nhận xét cuối kỳ, Trấn Thành nhận về câu nói bất ngờ của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, "Thôi, em nghỉ đi." Khi hỏi lý do tại sao thầy đuổi mình, anh được đáp lại, "Tôi không còn gì để dạy em nữa."